trở lại với cái chương trình nữa các bạn. Đây cũng như các bạn xem cái video clip mà về miền quê săn bắt có đâu, về miền quê phong cảnh ở quê hữu tình đó, gợi nhớ ký ức quê hương của những anh chị em của chú bác ngày xa. Rồi thì ai cũng có những cái giây phút để thư giãn ha, tùy theo tình huống mình nói đó. Rồi hy vọng cái clip đó cũng mang đến không ít thời gian cho những anh chị em bà con cô chú nào ở xa Việt Nam không phải là quê hương mình đó, thì trở về với tuổi thơ hoặc những ký ức nào đó, gọi là ha, một khoảnh khắc nào đó thôi. Thế thì sau khi mà giải trí hay là xả stress xong rồi đó thì mình trở lại công việc thôi. Thì cũng như vấn đề hôm nay đó là một cái clip tóc đấy. Và trước khi vào cái vấn đề chính cũng như là trước khi mà chia sẻ cái tóc tóc chải bình thường hôm nay thôi, em xin ít phút ngắn ngủi để có một số điều muốn nói ha. Cái thứ nhất đó là có một số anh chị em hiểu lầm là cái người trung niên, người lớn tuổi, và cái người khách hôm nay là cái gì, chủ nhà các bạn, chủ nhà của mình đang thuê ở đây, đây là 53, chính xác là 53 tuổi rồi, đó là thuộc dạng trung niên rồi, nhưng mà cái sở thích vẫn là ủi xác lên, cắn lên rồi bát thả, ốc thả luôn đó. Thì vô tình một số anh chị em hiểu lầm là tại sao cái độ tuổi như vậy là hết như vậy. Không phải, cái đó không phải. Tại vì không có bộ luật, điều luật nào khoảng mấy, điều mấy mà cấm từ 5 tuổi tới 10 tuổi, 20 đến 30, 50, 70 là các kiểu gì, không có. Có nghĩa là các làm sao cho cái sở thích người ta, một số người ta thích sầm sập, một số người ta thích thoáng mát gọn gàng. Thì đồng nghĩa với cái việc là mình làm vừa ý khách hàng. Đó là cái điều mà tất yếu trong mỗi công việc, trong mỗi việc ngành tóc. Đó là cái thứ nhất. Còn bên cạnh đó các bạn cũng thấy đó, bây giờ mình đi ra đường đây, mình đi đầu này xóm dưới, đầu trên xóm dưới, đầu này chỗ kia gì đó, tỉnh này tỉnh nọ, các bạn đi du lịch các bạn thấy nhiều người ta lớn tuổi già lụm hợm mà như là đi tốn gậy vậy nè, giận hơn trắng xác luôn, nhưng mà không phải phay, ủi xác cháy luôn đó các bạn ấy. Thấy rất là nhiều đó, là người ta thích mát mẻ gọn gàng, cao léo tuổi đó người ta đâu có ăn dọn gì nữa đâu đó, chứ không phải là bắt buộc mà tuổi lớn phải hớt chấn ngang hớt xanh, không có ha. Cũng có nhiều người như vậy, và cũng có nhiều người đại khái trong cái video clip mà các bạn sắp sửa xem ít phút sau đây. Và bên cạnh đó có một vấn đề nữa, có nghĩa là thanh niên có như mười mấy, 20 hay là 30 gì đó, y ra vậy, hớt xanh nha, hớt chảy mà phải chảy thấp, không được chảy cao, chảy thấp thôi, xanh chân lên, chấn bát chấn ốc, chảy bảy ba bình thường đó. Người ta vẫn giữ cái cổ điển, cái đó là không phải người ta không theo được kịp thời đại, nhưng mà tại vì cái sở thích người ta mình không biết nói sao luôn, nó miễn sao ta thích được rồi. Chứ là bây giờ ta do ta nói vậy, bây giờ nói bây giờ đè cái em hết undercut hay là mohican hay là rub, không có sở thích. Đó là cái vấn đề chính mà mình muốn nói trong cái trước khi vào clip hôm nay. Thôi xin vài phút nữa đi, lại nói luôn cái vấn đề này cũng nó cũng gây cái nhức nhối này. Là thì các bạn, nếu mà anh chị em nào mà từng đã và từng theo dõi cái kênh của mình, nói chung những cái clip nó riêng đó, các bạn thấy là tất cả những cái clip mà hớt chải thì với những cái dòng tóc mà mới vô mà nó nhiều quá đi, thì mình sẽ xả bớt bằng kéo tỉa hoặc kéo bén. Đây rồi, một số anh chị em này cũng có đặt câu hỏi đó, tại sao mà mình không vô mình ủi tông đơ luôn cho nó mau lẹ, mà lại như tỉa trước rồi mình mới ủi xong rồi mình mới tỉa lại nữa, nó lâu. Thì không phải, có nghĩa là mình làm bất cứ cái gì cũng vậy, nó có cái mục đích của đó. Thì thay vì các bạn gặp những cái tóc phay đi vô nhiều quá đó, các bạn cũng lắp cái cử thường thường, cái cử mà để mà mình xả, mình cho nó bớt tóc, mình tạo cái khung cho nó gom gọn lại, là cử số 2 tương đương với 60 ly, xong rồi mình mới bấm cái khung rồi mình thay lên từ từ đó. Thì cũng như cái này thôi, cũng như hết chảy mới vô, thay vì nó tóc lát các bạn gặp cái tóc con bố này hết hồn luôn, nó quá nhiều đi, cái mình xả bớt cho nó gọn gàng, vào này nếp rồi mình làm lại nó rất là gọn luôn. Cái tác dụng nó là như vậy. Thì tưởng tượng như cái mình không biết giải thích như thế nào, nhưng mà các bạn tưởng tượng như là khi mà mình tỉa trước đó, mình xả tóc trước đó, là nó sẽ tạo một cái khung để cho mình dễ làm ít phút sau đó thôi, chứ nó không hoàn toàn, nó không có cái gì hết. Không biết nói gì rồi. Và đó chính là cái vấn đề mà
nó gom gọn lại là có nghĩa là cái đẹp, các bạn chỉ hiểu đi, tại vì cái gần tóc nó là đã là cái nghệ thuật rồi, mình từng nói rồi, nó không còn đơn giản là một cái cắt cao mà gọn gàng lên nữa, mà nó là tính bằng một cái nghệ thuật, nó cần cái tỉ mỉ và cái độ chính xác cao. Ai cũng muốn cái tóc mình cắt lên nó đẹp hết, khách hàng cũng vậy, mà đặc biệt cái người thợ, cái người cầm kéo trực tiếp, cầm tâm trực tiếp đó, muốn mình cắt cái tóc lên nó phải hoàn chỉnh đến mức độ mà gần như là tuyệt đối, chứ không gì tuyệt đối hết, gần như thôi. Để đòi hỏi vậy mình cần phải có cái thời gian về cái độ tỉ mỉ ha. Cái đó mình tâm sự thôi, còn ai muốn làm như thế nào đó là tùy, đó là cái quyền của mỗi người, chứ không ai buộc như thế nào. Anh phải làm như thế này, em phải làm như thế kia, không có. Làm sao đến cách là quay là được rồi. Cách làm mỗi người mỗi khác nha. Cái đẹp các bạn biết là nó không có phân biệt độ tuổi ha. Ừ, 100 tuổi vẫn cắt đẹp bình thường, 90 tuổi vẫn đẹp, 10 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi. Cái đẹp không của riêng ai, nó đơn giản như vậy, ngắn gọn gì là mọi người hiểu rồi. Đấy là cái vấn đề mà cái vấn đề mình cũng nói còn thêm một chút xíu nữa thôi, lỡ thường thường nó phóng lên theo lao luôn đi, bây giờ lỡ rồi. Cũng có một số anh chị em là anh ơi hỏi cũng vô tình, mình cũng như mình xem vô, nhưng mà mình không có thấy được cái, mình không biết cái địa chỉ hay là nhận học viên, nhận dạy đào tạo hay như thế nào. Thì các bạn vô tình các bạn xem rồi các bạn sẽ thấy như thế này. Bây giờ trước tiên mình đó, người sao nó trắng lạ kìa. Cái vấn đề mà một số anh chị em khi mà xem clip đó rồi chỉ vô tình mình xem thôi, chứ mình không có thấy được cái địa chỉ. Thì các bạn bây giờ như thế này, giả sử cái kênh của mình thì các bạn sẽ gõ vô chữ đây, các bạn chỉ cần gõ chữ Tuấn Khôi thôi, đây là nó ra rồi. Các bạn bấm vô Tuấn Khôi nè. Anh chị em nào mà thích thì có thể đăng ký giúp mình, cái kênh này là anh em đăng ký rồi nè đó. Bây giờ mình sẽ nhả đăng ký luôn, bỏ luôn, mình sẽ làm lại từ đầu ha. Đó, khi các bạn gõ vô chữ Tuấn Khôi, các bạn gặp cái kênh của mình đây, các bạn nhấp vô chữ đăng ký nè. Đây. Đó, xong rồi nó sẽ có nhấn vào chuông để chọn thông báo về tất cả các video mới. Rồi các bạn nhấn vào cái biểu tượng cái hình chuông nè, đó. Ở dưới này nó có đại chữ tùy chọn ha, rồi các bạn bấm chữ tùy chọn luôn. Đây nè, tất cả, một số, không có gì. Rồi, nó có sẵn tất cả, các bạn ok. Đây thì các bạn thấy cái biểu tượng chuông nè. Nó có hai cái nó giang giang qua hai bên đó. Đó thì khi nào mà tất cả những cái video clip mình up lên á, up lên xong thì bên điện thoại các bạn nếu mà đăng ký các bạn sẽ nhận thông báo liền. Đó là cái thứ nhất ha. Còn cái thứ hai là sẽ như thế này. Rồi các bạn vô cái kênh các bạn xem. Cái clip này hôm qua là không có để cái địa chỉ nè. Đây, giả sử cái clip này đi. Các bạn sẽ coi với cái góc độ màn hình nó lớn hơn nè. Giờ cái này nó không có cái avatar ta. Rồi sau này cũng không có địa chỉ luôn. Khoan đây Thịnh đây nha, đây Iran gì đây. Đây các bạn thấy cái địa chỉ nè, cái những cái clip mà gần đây đó là lúc nào mình cũng có để địa chỉ nè, 157 Trưng Nữ Dương, thành phố Châu Đốc, An Giang, đó địa chỉ. Xong rồi ha, các bạn muốn biết cái thông tin mà chi tiết á thì mình sẽ bất cứ cái video clip của nào và của cái kênh này cũng vậy, nó cũng bên góc tay phải màn ảnh dưới mỗi video clip nó có cái hình tam giác nè, hình tam giác nó đang chỉ xuống các bạn nè, nhấn vô đây đó, thì bên dưới này là cái phần mô tả nè, đây mình có ghi nè, mình có ghi đại khái một số thôi, những cái chính gì đó, cái link YouTube hay là Facebook hay là số điện thoại hay là đào tạo học viên nè, địa chỉ nè, rồi mọi tư vấn, mọi thắc mắc gì các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại này. Đó là cái đó, rồi xong rồi các bạn có thể bấm lên clip nào cũng vậy nha, ca nhạc hay là clip làm gì bất cứ các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ xem được tất cả ha, những cái thông tin gì các bạn cần thiết vô đây nè. Rồi có nghĩa là cái đó là những trước khi mà giờ vấn đề chính đó thì mình có một số vấn đề mà gửi đến tất cả anh em cũng như cái gì đó, thì cái clip này là clip cắt tóc cho chủ nhà như mình nói đó, kiểu bằng bố à, bố già dễ thương lắm mà gai. Cái clip nó hơi chi tiết thì các bạn có thể bỏ thời gian các bạn xem, hình như nó khoảng hơn 30 phút thôi. Mình hy vọng là trong cái video clip này nó có cái gì đó nó không ít nhiều gửi đến tất cả anh chị mọi người. Rồi trước khi mà vào cái vấn đề chính thì mình cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe và may mắn trúng số ha, và nói chung là thành công trong cuộc sống gửi đến tất cả anh chị mọi người. Rồi, dành cho chính các bạn. Okay.
Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like. Và đây, cái nhân vật chính trong video clip. Các bạn có thể bỏ ra vài mươi giây các bạn xem cái nhan sắc của anh ta ha. Đây mình cũng thinh thú thật là từ lúc mà mở tiệm đến giờ đã hơn nửa năm rồi. Và đây là lần thứ hai anh ta mới cắt tóc ha. Các bạn thấy đây rất là nguy hiểm. Thấy vậy cái tóc rất là mượt. Thấy vậy già vậy chứ xài đồ dữ mà mặt là nổi điên không? Nhướng gì? Cắt tóc chúng cho thiện nhướng gì? Bê bối già yeah. Để tóc bơm sờm kỳ hoài mà không chịu cắt. Đây vậy ông bố này cũng bận việc đó các bạn ơi. Sáng thì đi buôn bán ha, trưa về thì ngủ nghỉ, tối thì chơi cờ nhào. Cờ nhào là sao? Lúc mà không có tay chân nhậu nhẹt thì một mình, rồi tự mình nhào với mình ha, kè đầu ngủ không có gì. Rồi vài phút vô chơi thôi, rồi vô vấn đề chính đây. Đây khi các bạn chia ra cái 7, 3, 6, 4 như đó thì mình được tỉa. Đây cây kéo tỉa, các bạn biết cây kéo tỉa này nó khác cây kéo tỉa mọi khi ha. Cây này nói chung là nó cũng như kéo bén rồi, tại vì cái răng nó không có cái răng cưa mà nó răng là răng bén luôn. Thì với cái góc độ mà tóc như vậy các bạn cứ để ý đi, thì hôm nào tại bữa đó thì cũng anh ta cũng có cuộc hẹn rồi nên thời gian nó không được nhiều. Chứ nếu không thì mình sẽ phun từ đầu đến cuối luôn. Là mình sẽ để y như vậy rồi ủi lên thì các bạn sẽ thấy được cái nào nó hay hơn ha. Thì cái này như mình đã nói thì các bạn sẽ làm cái phần khung, cũng như là mình tạo cái khung cho nó bớt tóc được chút, mình làm cho nó dễ hơn thôi. Và với những cái dòng kéo tỉa như thế này thì mình khuyến cáo những anh chị em nào mà mới học hay là cũng như mới làm đó thì tốt nhất thì có thể mình hạn chế mua hoặc sử dụng cái dòng này đến mức tối thiểu có thể ha. Tại vì nó rất là dễ nguy hiểm, tại vì nó ăn tóc rất là ghê luôn á. Còn nếu mà các bạn quen tay các bạn cứ sử dụng bình thường không có gì. Nó mau hơn kéo tỉa mấy kéo tỉa thông thường. Kéo tỉa là cái dạng răng nó có nhiều cái chế độ như nhà sản xuất thôi. Cây thì như thế này, cây thì răng cũng như thế này mà nhỏ hơn. Như cây đen mình có sử dụng đó. Còn cây thì răng tỉa bình thường nó chia ra một cái rãnh đó trong mỗi một cái răng. Và nó ngay xuống, còn một số thì nó sẽ quặp qua một bên. Cái dòng nào cũng được, miễn nó đứt tóc là được rồi. Bữa luôn mà đấy bằng chứng bữa luôn, dội lượt luôn. Nói vậy thôi chứ cầm mà đôi lúc thì nó cũng vuột thôi, cứ tỉa thoải mái đi. Cái phần chân dưới các bạn có thể, mình nói có thể các bạn có thể tỉa cho mất lỗ cũng được nữa, tại vì cái phần đó chúng mình ủi rồi. Ai đây? Đây còn cái dòng thứ hai nè. Thì các bạn sử dụng nguyên bản cây kéo cắt, là gọi là cây kéo bén đó. Các bạn vẫn xả bình thường nó sẽ mau hơn. Nhưng mà mình cũng khuyến cáo nữa là anh chị em nào cũng như mới nãy đó, nếu mà chỉ mới thôi thì mình hạn chế mức tối thiểu ha. Tại vì nó rất là nguy hiểm, tại vì cái đường này các bạn thừa biết rồi. Bao nhiêu tóc mà lọt vô thì nó không có bà con nhai hết, nó cứ ngốn tới luôn.
Và khi mà nó đứt sâu vào đó thì cái tỷ lệ xác suất mà gọi thường gọi là mất lỗ nó sẽ cao hơn cái dòng kéo tỉa của mình. Nhưng mà nếu được thì cái này các bạn sẽ kéo này thì nó mau hơn. Nên nãy giờ cũng 3 phút, hơn 3 phút rồi mà xả cái tốc này chưa hết nữa nè. Và với cái tính chất như mình nói đó là tại vì làm với tính chất chia sẻ ha. Nên những cái chỗ nào đó anh chị em nào mà thắc mắc trong những cái comment đó mình sẽ làm. Cái máy dài quá thì mình có thể mình cắt bớt hay cắt trước hay sao cũng được. Trước giờ các bạn thấy cắt toàn bộ là theo cái dòng mình gọi là răng cưa như thế này. Thì cái mái tóc các bạn thấy khi mình cắt ra nó rất là mịn, nó mịn hơn khi mà vẫn là kéo bén mà các bạn cầm rồi mình cắt ngang thẳng xuống đó. Nhìn mái tóc nó thô lắm. Cái này các bạn nhìn vô thấy nó ngang thiệt đó, nhưng mà thực chất nó không ngang. Nó không ngang mà nó ngang. Còn cái kia là ngang luôn. Và nó vậy, nó thô hơn. Mình tỉa lại, cho dù mình tỉa lại mỏng lại dần nữa thì cái ngọn nó vẫn đã bằng rồi. Rồi bắt đầu vô công đoạn chính đây. Đấy, như những cái giây phút đầu của cái clip đó mình có nói là lớn tuổi rồi vẫn ủi cao. Không, cái này là không có cao mấy ha, cái này là chỉ là kêu bằng là hết, đại khái là kêu bằng là cái quê mình gọi là chảy vừa thôi, cũng như là mid face là nó nằm cái khung vừa đó. Nhưng mà với góc độ là cái bass sẽ thả. Thường thường những người mà nhuộm tóc, các bạn biết khi mà tóc nó ra như thế này rồi nó không phải nó đơn giản là nó hai màu ba màu, thậm chí là nó bốn màu, có hơn đỏ vàng rồi đen rồi bạc rồi đại khái như vậy đi. Đối với cái dòng cắt chải hoặc chân phương nó cũng là một thôi. Ở miền Tây gọi là cắt chải đó, thì mình kêu bằng cắt chải ha. Bây giờ cái đoạn bây giờ mình lắp cái cử vô. Ủa được bình thường, không có gì hết. Nhưng mà xong rồi thì cái phần chân dưới xanh hay trắng gì đó thì mình kê lượt lại ha, thì cái công đoạn nó sẽ lâu hơn. Còn cái lượt mà đi trực tiếp cái lượt này á thì các bạn đi từ dưới lên trên là nó sát hoặc nhiều ít gì đó theo cái ý muốn của mình, và lên trên thì nó sẽ xanh. Nó sẽ nói chung là nó sẽ mau hơn khi mà cắt cử ha. Cái đó theo ý kiến riêng của mình thôi. Hết pin rồi. Nói nãy giờ hết pin không hay luôn rồi. Hết pin sạc. Hết sạc thôi, đâu có gì đâu. Đổi con khác vô. Này đưa ra sân chạy hết nổi thì quăng khác vô liền. Có gì đâu, bình thường. Khi mọi người để ý đi thì cũng như đó đó, những cái giây phút vừa rồi khi các bạn kê cái lực mà nó vững rồi, không bao giờ nó phạm ha, cho dù mình ủi mạnh hay nhẹ như thế nào. Còn khi mà ủi lên là các bạn thấy là nó gần suông lài lên rồi, thật chất là nó gần suông luôn rồi, nó không còn ngấn, còn tầng, còn khớp gì nữa hết. Cái đó là cái người ta gọi là miền Tây gọi là hất chải, anh em miền Bắc gọi là hất hất chân phương, rồi không biết cái miền nào đó gọi là trung hay miền vậy nó gọi là hết ớt lại đó. Nói chung là cũng là một cái danh từ, mỗi danh từ địa phương gọi khác nhau thôi. Cái chung quy của nó gọi là suông lại lên thôi. Này, nếu mình quan sát một cách sơ ngang thì nó suông rồi, nó đâu còn nghĩ gì nữa đâu, thấy gì cho nó còn chứ không phải tỉa rồi này. Đây vừa nói nhắc tới đây này, công đoạn này là tỉa bóng ha, tại vì tóc hất chải cũng có up nhiều clip rồi, nhưng mà mỗi một cái tóc thì nó có một cái cấu hình khác nhau, thì tùy về cái form đầu mà mình xử lý thôi. Cũng có không thời gian, nói chung là cái kênh lập nó cũng khoảng có hơn một năm rồi.
trong cái khoảng thời gian bằng với cái khoảng thời gian ấy thì cũng có rất là nhiều anh em, thật chất là nhiều ha, nhiều anh em cũng có theo dõi kênh đó, cũng có gửi hình này nọ qua cho mình xem. Ừ, thật chất là rất mấy người đó nói chung là có cái năng khiếu các bạn, đẹp. Và người ta nói thẳng là áp dụng theo cách của mình đó, người ta làm đẹp luôn, khách người ta chịu. Thì mình nói là lần nữa cái niềm vui đó, đó niềm vui được nhân đôi như thế thôi. Và bên cạnh đó thì cũng có một chút đỉnh gì đó gọi là tiền YouTube bé xíu à, trời ơi nhiều nhỏ gì đâu. Làm này mang tính chất là chia sẻ này, chứ nếu không mà giấu nghề rồi thì cũng có nhiều người ta bảo rằng ừ sao mà nghề nghiệp của mình làm tích lũy từ đó giờ mà đem ra rồi đưa lên hết trên trên này rồi rồi người người ta xem người ta biết hết trơn sao, không có dễ gì, không có đâu. Nếu ta xem biết hết trơn rồi thì không ai đi học. Và cái quan trọng chính vì mình đưa lên đây mình muốn người ta biết, ờ mình thấy nó hay mình muốn người ta biết, chứ nếu không thì làm đâu có đưa đây làm gì, chỉ quay như một số kênh các bạn thấy đó. Quay lên đôi ba phút sẹt 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 thôi, chỉ chủ yếu là bị ai cái tiệm thôi chứ đâu có gì đâu. Ờ cái đó là người ta giấu, còn không mình không giấu có gì đâu giấu. Có một cái vấn đề như thế này không biết mọi người lưu ý không ha, bây giờ mà nói chung thì không phải nói đi lì tóc, cái gì mà các bạn thấy trước mắt á nó hiện ra mồng một trước mắt nó vậy mà khó, có hơn cái mà giấu đúc thôi là tao biết, tao biết cái một à đó. Tại vì thì bên cạnh những cái người mà làm được như mình nói bữa nãy đó thì cũng có cũng không ít anh chị em người ta làm mà không được. Ờ tao nói sao coi hoài anh coi làm cái thinh theo vậy mà cũng không được, cái đó mình cũng không biết sao luôn. Thì mình nghĩ cái đó là cái năng khiếu. Cái giai đoạn tỉa bóng đó các bạn nhớ là mình tỉa cái phần ngọn thôi, gạt được lên như vậy tỉa phần ngọn thôi, mình bảo đảm là không bao giờ mà cái tóc nó bị bung bị sợp hết. Còn bạn mà thường thường khách người ta đâu biết đâu, người ta kêu ừ tỉa nhiều nhiều đi cho nó mỏng tóc cho nó thưa lại quá dày đây, rồi vô tình mình sấn tỉa sấn sấn vô vô bằng chứng là cũng có một cái người khách cũng là mối của mình rồi, nhưng mà có một lần trước đó là do cái tính chất công việc hay như thế nào đó, bận công việc gì đó mà gấp đó, rồi cắt chỗ gần nhà nhưng mà mình không biết chỗ nào thôi, xong mình dở lên cái phần ở trên đỉnh đầu của mình cũng hết hồn luôn, xong mà tóc nó còn có không được một đốm tay, thật chất là không được một đốm tay luôn. Thì mình vừa gạt lên tới đó thì người đó nói là không phải anh ơi, cái này bữa hổm em kẹt công chuyện gấp quá rồi vô hết thì sao mà tỉa xong rồi buông ra cái em la trời không. Nó các bạn biết là nó là như vậy thôi, chứ mình không biết ai luôn, không biết nói sao luôn. Thì cứ nghĩ đơn giản đi, sợi thì bằng một đống tay với sợi bằng ngón tay như vậy đó, rồi nó trên lệch từ nguyên một cái quả đầu thì chắc chắn cái đầu mình nhìn nó mỏng tăng rồi. Những cái sợi dài đó nó sẽ không có, nó không có anh em bạn bè bà con vậy, nó cứ lông nhông ngoài đường, nó lưu linh lưu địa ngoài đường á. Thế rồi bắt buộc thì nó phải bồng bềnh, rồi những cái thằng mà ngắn đó thì nghe nó nằm chỗ một nó ngắn, nó cũng không bà con ai luôn, là không có nào đụng nào, nước sông không nước giếng. Rồi cuối cùng quy ra cái đầu mà nó bị sập, nguyên cái qua đầu tóc mình bị sập hết trơn luôn. Còn tỉa theo cách này ha, hứa không bao giờ sập, thiệt thật chất không bao giờ sập được, và mãi mãi không bao giờ. Mình nhìn này mình tưởng đâu nó mất lỗ, nó trắng đen không đều chứ không phải, nhưng mà các bạn thấy đó, mấy cái tóc bạc mà nhuộm này thì nó vậy rồi. Rồi xong rồi nó bắt đầu tới bấm viện. Là cái clip này nói chung là làm theo cái cách gọi nôm na là cách cổ điển đó, ừ, bấm bằng kéo luôn. Thật chất mà nó bấm bằng kéo mà mau hơn bấm bằng tông bấm viện các bạn. Tại vì mình nói nhiều lần rồi, giờ nói nữa luôn. Nếu mà bấm mà cái viền này á, mình sẽ dùng tông bấm viền mà không bấm xong mà không cạo á thì nó sẽ nhanh hơn kéo, nó sát hơn kéo, kéo đâu có sát bằng đâu.
nhưng mà bấm bằng kéo hay bấm bằng tông rồi xong thì vẫn phải sử dụng dao cạo lại cho nó sát. Đây thì bấm viền, nhưng mà những cái dòng kia thì bấm viền bằng cái tông thì nhìn nó im hơn, nó có cái tính chất gì đó nó chuyên nghiệp hơn. Nói vậy đâu phải kéo không chuyên nghiệp đâu, đây là cái sơ khai của mình khi mà mình học lúc trước là nó như vậy, không bao giờ phụ nó, nói vậy chứ không bao giờ mình phụ cái thằng bấm viền kéo đâu, xin lỗi không có dễ gì bấm nó suốt luôn á. Nó rất là hay, nó mau lắm. Các bạn bấm xong đi rồi các bạn sẽ thấy những nó sẽ chìa ra những cái chỗ mà tóc nó còn thừa chút vậy đó. Đó là mình nó ủi sơ là như thế này là nó mịn hoàn toàn luôn. Vậy mà lưu ý là mình sẽ bấm trước ha, còn nếu mà mình sẽ ủi trước mình thấy nó đều rồi đó. Các bạn bấm xong các bạn những mình tin chắc chắn 100% là nó sẽ coi mà sẽ ủi lại nữa. Đó thì tốt nhất thì cách làm từ trước giờ của mình đó là mình sẽ bấm xong rồi mình sẽ cái nào mà dư thừa phải không phải đó mình sẽ làm lại một lần ha. Để còn bên kia thì nó cũng như vậy thôi nên không có quay. Đó là cái phần dưới, còn cái phần trên nè. Ở ép. Cái phần nào tại vì kéo tỉa thì sợi ăn sợi không đó, mình chỉ cho nó mỏng cái ngọn lại thôi, nó mỏng là cái ngọn rồi cái chất tóc mình, cái sợi tóc mình nhìn nó mịn hơn. Rồi mình sẽ ép phẳng với cái góc độ như thế này thì cái mái tóc từ trước ra sau, từ trái ra phải và ngược lại nó sẽ đều hết. Ngước lên đại ca nháy nè ha, già rồi mà cũng nhướng nhướng làm cái gì không biết, gái gú đâu đây mà nhướng. Đây hoặc giả là ở phía sau như thế này, các bạn chạy xuống các bạn thấy nó suôn lại lên bình thường rồi, mình bỏ ra một hoặc hai giây đó mình gạt lên. Gạt lên thì các bạn thấy những cái sợi tóc mà nó trốn lịnh kia, mình trốn lịnh gì nã, mấy tội phạm nó trốn gì nã nè, lôi đầu nó ra rồi bảo đảm thì nó sẽ an toàn hết ha. An toàn theo mắt thường thôi, đặt kính hiển vi vô ha, không có cái tóc nào mà điệu vô nó thiệt. Nhưng mà đâu ai rảnh đâu mà cắt xong mà đem ra đưa kính hiển vi vô mà soi đâu, không có dễ gì, nhìn mắt thường được rồi, ok là được rồi. Tại vì góc độ này các bạn thấy anh ta móm cái môi dưới trời ra, móm ha. Mặt này không dễ đâu. Đó, móm. Ý mà nãy nói bên đây không bấm mà cũng bấm hả? Bấm quay có gì đâu, bình thường thôi. Lỡ phun clip phun cho tới luôn. Việt Nam không riêng gì Việt Nam, nói chung là bất cứ cái nước nào trên thế giới này. Bây giờ cái kênh tóc thì mình nói về tóc đi. Cái kiểu nào nó đẹp thì cứ làm, nó đâu có phân biệt tuổi tác đâu, không có bộ luật nào, cái điều lệnh nào mà cấm hay là quy định. Cái khung nó từ từ mới sinh ra cho tới lớp 1 là phải cắt cái kiểu này. Từ lớp 1 cho đến hết cấp 2. Ý là từ lớp 5 cho đến hết cấp 2. Nói chung cấp 1 các kiểu này, cấp 2 các kiểu kia, cấp 3 các kiểu kia, đại học các kiểu kia, và công nhân viên chức không có vậy gì. Có chăng là bên cái ngành này cán bộ các bạn biết thì cũng như vậy, đại khái là cắt chỉ là cắt cao lên thôi. Nhưng mà trong cái cắt cao đó thì cũng có nhiều kiểu. Nhiều người ta cũng hết chạy thấp bình thường, nó không có gì hết. Nhiều cán bộ mà thấy những chạy 5 năm nó có gì đâu. Bình thường. Chỉnh lại bữa nãy nó bấm viền kéo rồi. Đây, vậy phần máy đây. Đây. Mình thấy nó còn dày ha, sớt. Sớt rồi, thấy là mình chỉ sớt cái phần là 1/3, hoặc giả là nó không tới 1/3 tính từ cái ngoài ngọn tóc mà vô cái chân tóc. Đó thì không bao giờ mà cái sợi tóc của mình bất cứ chỗ nào không bao giờ nó bị sợp hết. Nó sẽ thưa mỏng lại với cái góc độ nó rất là mịn. Đó riêng mình nghĩ thôi ha. Clip này nói quá trời luôn. Bù lại những clip mà ghép nhạc đi. Gạt lên. Gạt theo cách cổ điển luôn. Cứ gạt lượt lên là chỗ nào dày đó mình gạt. Chỗ nào thưa thôi. Cho nó đều lại. Liếc gì? Ngồi im cho tao làm liếc gì? Quỷ. Đó vậy là thua. Nó như vậy các bạn thấy là thua ha.
nó vậy, phần mái còn phần trên cũng vậy nè, nó gạt lên thì mình sẽ thấy là chỉ với cái phần ngoài thôi. Cái tốp này tại vì để lâu đó rồi nó bầm sàn, nói chung là nửa năm rồi đó. Chứ thực chất cái chân tốp này nó không có dày mà nó không có thừa, nó trùng, nó nằm ở dạng 5 năm chung chung thôi. Cũng không kẹp tay luôn, rồi xong rồi vẫn gạt lượt lên rồi bắt từng lớp lên, giả là gạt từ dưới lên hết. Đây là gì, rồi bắt từng lớp nè, cắt cái phần ngọn lại. Anh chị em là làm thợ các bạn sẽ thấy ha, một số khách hàng khi mà lạ đó, khi mà tới mình có một số thôi chứ mà là tuyệt đối, một số đó là khi mà lên tới cái phần trên này các bạn gạt lên để các bạn thấy, ôi kêu bằng là nó mỏng sơ sát sơ chìa luôn, sơ dơ sững dững luôn. Nói vậy chứ cũng gạt tay cắt chứ cái nào khó đâu gạt lên, là do cái người thợ trước người ta cắt xong, người ta tỉa mỏng xong người ta bỏ, người ta không có cắt lại bằng ngọn, vô tình mấy cái đó là cái tóc mình sẽ thua đó. Ở bên này cũng vậy hết, học hồi cái năm hồi lúc trước học là Iran gì nè, không khác gì. Ông thầy em làm sao giờ làm gì nè, sau này học hỏi thêm trên mạng đó, rồi cái nào hay là mình áp dụng thêm thôi chứ không có gì. Cái máy các bạn thấy ok rồi phải không? Đây gạt qua, các bạn gạt hết cái bên nhiều qua bên ít, có nghĩa là bên 7 gạt qua bên 3 các bạn thấy phát hiện liền luôn. Đây một lần nữa ha, lỡ như vậy là ok rồi, nó đều bình thường không có gì hết. Rồi gạt thí hết qua luôn, lùa qua đi đó, vớt để chi, để khi mà khách người ta về mình ở đây ở tiệm mình đó thì mình sẽ dẹt cái đường 73 ra nó như vậy, thấy nó đúng nó đẹp. Về khách người ta đâu phải nhất định là nó phải có cái khuôn mẫu sẵn vậy đâu, phải gì mà kẻ cái đường link đường like gì như cái dòng under đó thì nó có sẵn rồi, nó tách ra hai lớp rồi. Nhưng mà khách người ta chỉ chạy dư một cái lai tóc nhỏ thôi thì các bạn thấy những cái sợi sole nó sẽ quặt ra và nó lọt sọt, người ta sẽ nói mình cắt sót. Còn khi mà mình gạt qua như vậy đó thì nó có rớt qua đi chăng nữa người ta không nói sót được, tại vì nó bằng đọt bằng ngọn trơn rồi. Đây mái tóc rất là đơn giản ha, hợp phong cách, hợp lứa tuổi, hợp phong thủy. Và đặc biệt anh ta rất là thích lắm luôn, và muốn biết thích hay không thì một chút ý một chút hay là như đúng rồi cười. Ông xấu, ông vợ với tôi nó xấu mà tỏ ra nguy hiểm gì vậy. Đây các bạn thấy ha, con mình hắn mà nhìn tóc kìa tại vậy này quen rồi, nói chung là trong việc xưng hô này nó rất là thoải mái ha. Bố con hắn ta nè, anh ta là rất là vui vẻ bình thường không có gì. Và đây là cái khung cảnh ban đêm gì châu đốc, đây có những chiếc xe đường tấp nập ha. Ai muốn chạy sao chạy, bình thường thôi, đâu có gì đâu. Đó cái địa chỉ á, bạn thấy địa chỉ thì mỗi cái video clip sau này các bạn cái địa chỉ cho màn hình. Đây áo 30k hò luôn, đầm 50k. Cái này là bây giờ cách đó không đủ sống, bây giờ mình kinh doanh theo buôn bán đi, quần áo đi, anh nào mà lợi cái gì đây. Cháu dịch hả, chủ có trong không? Không có là vớt không được. Mẹ bà nó đang ngồi, tưởng nó không có ngồi cái đó, cái mình thò nhẹ tay qua mình vớt về cái mình đỡ tốn được bữa cơm á, nhưng mà rất tiếc không được thôi. Mà các bạn vớt vô là nó vớt mình một tay liền, là thấy cảnh liền ha. Bên đây châu phố nó gắn mấy sao đây, 1, 2, 3 sao dành cho mấy khách tây du lịch không à. Rồi vô cái phần cạo nè, vì cái cạo này chúng mình sẽ, các bạn để ý cái phần này chúng các bạn sẽ thấy ha, thì mình gọi là phần bát đây. Bát là ai cũng vậy thôi, tại vì ai mà xem nhiều cái clip trên cái kênh mình thì các bạn biết rồi, nó cũng là chung quy từ ngữ thôi. Chung quy một cái ý nghĩa chứ, từ ngữ thì mỗi địa phương mỗi khác nhau.
Chỉ cách duy nhất cạo ở dưới mà cạo ngược, sóc ngược chiều tóc này nó mới sát thôi. Còn chị em nào mà cạo trên cạo xuống, nó tròn nó méo mình chưa biết được ha. Nhưng có chắc chắn điều là không bao giờ nó sát chân được, hứa danh dự không bao giờ sát. Nó sát theo cái sát thôi, còn nếu mà bước ra đấu trường thì không bao giờ nó sát được. Cái độ nét tất nhiên nó không bằng nè. Cái phía trên cái bát đó thì các bạn thấy nó to ha, nó lớn đó. Dài xuống thì nó sẽ thon. Như vậy thì mình sẽ rất là mịn. Cái bát cạo xong các bạn thấy rất là mịn. Đấy cái tuổi này các bạn thấy đó. Thường thường nó nói đầu già đầu bạc hai thứ tóc chứ anh ta tới hình như 4 năm màu tóc nó nhỏ. Nhưng mà vẫn ủi sát chân bách thả bình thường, nó đâu có gì đâu. Đây góc độ như thế này mình nói đây. Ở trên thì giả sử các bạn thấy cái mí lực ở trên nó chỗ ngón cái đó là 10 thì mình sẽ đi gục vào và nó thon xuống sẽ là 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Đấy, còn nếu mà ở trên với dưới mà nó bằng nhau ha, ở trên 10 rồi đi song song, hai đường đi song song xuống thì các bạn sẽ gặp cái bát nó rất là thô. Và bên cạnh đó là một số anh chị em làm đó, cái bát này thả vậy đó, rồi cái phần chân bát là đâu phải là đâu quay nón đâu mà chừa, nó là lông mặt đấy, rồi chừa vô nhìn nó dày, nhìn nó bát nó thô cộm lắm. Thì thử các bạn biết đi rồi ê hai mày đang bàn tính gì mày, ê nói mày nghe không mà nhìn mày vậy. Hai mày tính làm gì, phi vụ hả, muốn đánh nhau không, đánh nhau bài là đây tướng hai mày xin lỗi ha, bài là tao phải cớp cửa đi. Đánh gì lại, hai người ta vô đi du lịch tính cho một chút đi ăn uống ở đâu vậy đó nghe. Ở đâu rẻ ngon đó. Qua Việt Nam mà hiểu rồi, rồi mới nói đi mất tiêu rồi. Vậy là nó sợ mình chứ không phải mình sợ nó đâu. Một lần nữa các bạn xem lại cái cảnh đường phố ban đêm, nó không có xô bồ như Sài Gòn 02963 666 8866. Nó có mình một mà nhìn tóc kìa, ghê thiệt. Nửa năm trời không muốn lần sau không muốn thấy gì nữa nghe đây kìa. Cái sản phẩm nó ra như thế này đây, các bạn thấy nó rất là đơn giản ha. Đây thì đây là cái kiểu hớt chảy dừa thôi, không cao không thấp. Bát thả áo cũng thả nè, chất tóc này nó khô hoàn toàn á mọi người. Tại vì lúc đầu mình có nói là ảnh tài xài toàn là ba cái dầu dưỡng tóc hay gì đó, mướt tóc mướt ngần à, chứ không có gì. Quay đây cười cái coi, rồi bơ luôn. Bơ hiểu, cứ bơ đi. Da nhăn hết rồi, dễ chung gì đâu. Còn đây là cái quán buffet, cách chỗ làm mình chưa tới 200 mét, rất là đông. Rồi anh em nào mà cứ đến với mình đây rồi dắt lại đây ha, có 149k thôi, nó 149k chào bá. Rồi không say không dài, tại vì say rồi về có được đâu. Bây giờ cắt mái tóc này tốt chịu hay không thôi. Ừ. Ok không? Ok. À, bắt thả, bố thích bắt thả, bắt chấn. Rất thích bắt thả. Rồi, cách của bố. À, thấy không? Để bây anh chị em thấy không? Không có nghĩa là cái tóc này cái độ tuổi mình nói đó, không cái đẹp nó không có giới hạn cái độ tuổi ha. Đây, từng tuổi này bố năm nay nhiêu qua này? 53 tuổi. 53 tuổi đâu 103 ha. Nội hay tóc bạc vậy. Nói nhưng mà các bạn thấy đó, bát vẫn là thả bình thường, vẫn sát bình thường đấy, chứ không phải là nhất định là 53 tuổi 60 gì đó mà phải đen hay là trắng ngang đấy. Và các bạn thấy vẫn đẹp bình thường đó, đó là giờ phần cái bát phải là cái mai mà anh em ngoài ngoài ta gọi đó, đội phần ốc phần gáy nè, đó vẫn thả bình thường. Các bạn vẫn có thể trắng ngang bình thường đó, nhưng mà do bố mình không thích là như vậy thôi. Ở bên đây cũng vậy nè, không có gì hết đấy.
Và cái sự thật đó như các bạn nói đó thì có số ý kiến là cho rằng là tại sao mà cái tóc là lớn tuổi mà lại ủi như vậy không phải, cái đó là cái đẹp ha. Chứ cái đẹp rồi là nó không có giới hạn cái tuổi tác ha. Rồi qua đây hai cho bố con mình chào mọi người. Rồi chúc mọi người khỏe như phục và tự giải thành tiền giải ha. Xin chào. Đây các bạn thấy rõ ràng đó, đâu có mình không có nói gì sai hết, là chính trực tiếp chính lời của ông bố ông nói là ông rất là thích mái tóc như thế này, mái tóc bách thả như vậy. Đó là những cái gì, tất cả những gì mình muốn nói trong cái video clip này. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả anh chị em nhỏ lớn già trẻ trai gái gì đó đã vô tình hay có cái gì xem được cái video này. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Nhớ đăng ký kênh để lại một like để mà mình biết, để mà trái tim mình nó có động lực lên lên cao làm những video tiếp theo các bạn. Một lần nữa xin chào và